đại bàng yêu thương con như thế nào? Trong thế giới các loài chim, đại bàng được coi là chúa tể của bầu trời. Bài tập bay đầu tiên của đại bàng được bắt đầu bằng hành động hất con từ trên vách núi xuống vực sâu thẳm. Trước sự kêu cứu của đại bàng con, đại bàng mẹ lao nhanh như tên bắn xuống vực quắp con quay trở về tổ. Những loài chim khác sẽ thấy cách dạy con của đại bàng mẹ không có chút tình yêu thương, nhưng đó là tình yêu thương duy nhất mà bản năng của mẹ đại bàng biết trao cho con. Để cứ mỗi lần như vậy, đôi cánh của đại bàng con ngày càng cứng cáp và thống lĩnh bầu trời.